Hôm bữa mà bà nghe cái tiếng nổ lớn, bà có nghĩ là con cháu mình chuyện này không? Tôi nghĩ đó. Nghĩ luôn á, bà biết luôn. Tại vì mấy một tuần trước nó ra nó có nói với tôi là con có gì nó lấy không? Dạ. Không biết làm gì, mày đừng có nên để nhà mày bỏ đi. Dạ. Có riêng cháu, rồi cái chừng nghe nói nổ mà nói ở bầu lớn. Thì tôi cũng nghi, tôi cũng có nói, tôi nói đừng nói thằng khùng Long nha. Dạ, trời trời. Tới chừng trưa một chút xíu là mấy người mà đi ra nè, ta nói thằng Long con tôi đô. Rồi chứ có cái thằng cán bộ làm chung với con tôi đó, lính đó, lính của con tôi đó, nó nói con tôi đô chết, âm mình đó, nói vậy đó, rồi hỏi, ủa, đứa nào? Cái nói thằng Long. Trời ơi. Rồi mấy đứa nó điện kêu mẹ vô, có phải nó không? Thì tôi vô. Bà nói bà tuốt ngoài xa, bà nghe còn nghe cái tiếng lớn. Trời cũng đọc á. Rồi mà bà nghe luôn, kinh hồn không? May mắn là hôm đó là mẹ bà lão đây, bà nội với lại bé mới rước ổng gì bữa trước ổng đi hất tóc rồi với cúng miễu nè. Dạ. Là ổng không nằm đây, thường khi ổng nằm trước là chú miễn rồi ổng nằm sao rồi, hên là không có ở gần, sợ là chú nó bị này kia thôi sao chứ phải mà ở đây là bị tức hơi cũng chết nữa. Dạ đúng rồi, vợ ngồi kế bên nơi vô sợ ba cái con chuột con khác. Dạ. Bị vợ mà ngồi đựng bị chỗ này vợ bị chút bị đây. Ồ, vậy là lúc đầu là chị cũng ngồi kế, hai chồng ngồi kế đây luôn. Chị đó, chị lấy tan kia, chị kia chị kia rồi chị kia ôi ôi nó chạy vô sợ chủ khác đó là nó tránh nó mạng nó lớn đó. Thôi nó ở đây nó không biết làm nữa rồi. Tôi thấy bầm bầm, tôi hỏi con sao vậy, nó nói con vô con đứng hiếm cái miệng lúc đó này chăng vô đó. Ồ, là vợ của anh Long á hả? Ừ, đó chú quay kêu nó ra quay mặt đó thôi. Quản gì quản gì hết trơn, chị là người may mắn là sống sót thôi trời. Chứ không thôi là cho mọi tôi gì à, tôi nói với hơn, tôi nói với thêm biết vậy là tôi bà còn giữ số tiền lại đó nha. Ờ, mình từng hoặc là gì đó thì ra phải ha. Vì mấy cháu ở ha. Dạ, dạ, con bà. Thương quá. Bà cất tiền đi, bỏ tiền túi đi, cất đi. Thương mà không. Lớn tuổi rồi. Con nỡ lòng nào đi bỏ lại cha mẹ già. Đi xui rủi mà xui rủi đâu. Không biết bởi vì cuộc đời không biết trước được điều gì nữa. Cái cân là sao? Dạ. Nhà báo hay vậy? Dạ. Tôi con bên thiện nguyện chia sẻ những cái khó khăn của cô bác. Dạ. Do cảm đức hết trơn. Khi mà mất mà cũng không có được lành lặn nữa đúng không bà nội? Ừ, đó là dân cục đâu vô đó đó. Mấy đứa nó chích dục xong tôi không thấy, thấy tôi lụm rồi. Ôi ôi, dân cái tớ ngoài kia luôn. Thì dân cục thịt, ra ngoài kia rồi bỏ luôn hả con? Bỏ luôn. Khô mà không biết nó khô, tại vì chưa không nhìn, không thấy á rồi. Khô. Mấy người khô rồi mới dục luôn chứ đâu bỏ gì được. Dạ, bà nói là ai cũng thương hết. Giờ thì nói chung là thầy cũng đang làm lễ ở bên trong. 70 mấy gần 80 rồi không phẩm ai nói anh nói kệ. 40 tuổi là bà lão là quê ở đây luôn hả bà lão? Ừ, ở tôi ở Phụng Hiệp ngã 7 á. Dạ. Rồi đi mà mướn rồi gặp ông này nè. Rồi về đây ở hả? Về ở với ổng hồi đó, ở đây không có nhà không cửa ai chân mày anh là không có lộ luôn. Ai gì á, từ từ không có cộng củi chụm gì là đi bẻ lứt đem vô nấu cơm ăn. Dạ. Rồi về mặn thời gian cái ta có mày gạo tài nguyên, còn mình không có gạo tài nguyên, mình đã nói vậy không dám mượn về mua gạo nó nấu cháo ăn. Nấu cháo ăn cái hơn nửa tháng vợ chồng ăn cháo, bởi nhớ đời khổ mà giờ vậy là sung sướng nhất mà con tôi nó
tôi cũng không biết cái chuyện này sao, tôi cũng không gần được. Thì tối ngày thì con thì đi mận, mẹ cũng lo đi mận nuôi cháu nuôi con, chứ đâu biết cái vụ này, cái trái này. Dạ, không biết về cái trái bom này. Không biết. Bà cũng bớt đau buồn nha bà. Dạ. Ở này nè. Dạ. Băng, băng cái ruộng hết trơn rồi mới mới lụm gom lại cho người ta, lụm một đống bỏ ngoài đó. Anh này mấy này nổ kinh hoàng, nổ là giạt dách giạt đồ bể ton đồ bể, bởi vì ton với lại tôm như vậy mà người mình sao chịu nổi. Bởi vậy con người mình mà ngay chỗ đó thịt còn nói thịt heo còn ngon hơn cái thịt đó. Trời ơi bà nói nghe ghê, lầy lụ mà đây cái này, bữa mà tôi... nó dằn cái đùi vô đây, tôi nắm, tôi đụng cái giò tôi ôm như thế này, tôi dắn vô, nấu vô này nó đứt ra, để vô, để vô sát vô vậy rồi cái khép lại. Tay này thiển banh mẹ mặt mày, ôi má nó cháy, tóc nó cháy, đèn, lủng đầu cũng đầu đầy lỗ. Miệng rồi chân ngực, không hiểu sao mà cái lỗ tường đó mà nó lại vậy? Cái tường đó mà sao mà làm nó một lỗ cho má bắn vô mà tới lủng tường, lủng một lỗ lớn ngay chỗ bên hông. Rồi sau đó là vô thẳng tới tủ thờ, cái đó mới kinh ngạc, bóp cái tủ thờ luôn chú, rồi bể kiến bể tủ áo hết trơn, trong nhà bể trơn mấy cái tủ kiến, xong mà thấy có một cái lực tác động là rất là nặng cho cái phần nhà ha. Ở đây thì ở đây ta chứng minh người ta nghe là nổ lớn dữ lắm, có miệng trong không rồi không biết, có khi là miệng miệng nhiều lắm. Ở trong gia đình là tổng cộng hết là 4 người mà giờ anh Long đúng là may mắn luôn trời. Thì mới đứng đây hai chồng ngồi hai chồng nó đem ra lao, nó đứng đây dòm, đứng đây dòm chụp nó chiên mấy con chuột của chồng nó nhớ chợ chạy vô nó chở, đứng chở rồi chiên luôn, đừng lập công an là trong tức tắc là chừng vài phút hồ là ngoài này nổ. Trời ơi dám chết luôn. Vậy là chị là may mắn là còn sống sót ha chú. Rồi nó mới bị cái miệng vô mắt nè, rồi nó tá quả, nó tưởng đâu là cái bình ga nổ. Tư tưởng bình ga nổ. Ở trong á. Trời ơi. Rồi bà già mới nghe bà chạy vô là thấy này nó té ra tan nát. Thì làm cái đùng thì chắc là người nhà cũng vắng loạn hết rồi. Nó hết hồn đâu có biết gì nữa, đâu biết nổ. Tôi chạy vô nhà thì có. Nếu mà không chiên chuột nó thì có thể chết rồi. Đứng ở ngoài này hai chồng đứng gần thôi chứ không cần sát, đứng gần cả chừng vài mét thôi cũng cũng dằn chết nữa đúng không chú? Thì cũng đứng ngồi đứng coi á, nó đem đem ra nó ngồi nó chùi nó lao rồi rồi, rồi đứa con lúc đó là ở đâu? Đứa con nó đi học, đi học bé đi học 28 tuổi thì học, còn trời, phải cũng... có thằng đó ở nhà cũng chừng đeo đeo con ca coi là chắc tiêu rồi. Trời chết luôn á, người con cũng là người may mắn được sống sót. Đúng rồi, cái nhà là thế nào cũng ra đây ngồi ra biết cha làm thì con đi ngồi chơi rồi ngồi chơi thôi, hoặc nhìn anh tính anh là đây là anh của anh Long, anh cũng tính khi nào mới về cho anh lại. Chắc anh đang ở đây bữa hai bữa với bà già rồi sắp xếp rồi sao rồi mới về. Cảnh nhà cũng đơn chiếc quá, ai hết. Vậy mời bây giờ, mời khó khăn quá trời. Bà vô và nghỉ ngơi đi. Con nước không sao đâu, tôi bà vô nghỉ ngơi đi, mới sáng sớm mà tụi con chưa ăn gì đâu. Bà nghỉ ngơi đi. Khi nào tụi con đói rồi con kêu bà nha. Bà vô trong đi. Thương bà cả nhà. Thương bà lắm. Sợ anh em đói. Cũng là chú ở lại ít bữa để cũng như là có người để trò chuyện với ông bà cũng cho đỡ buồn, chứ mấy ngày hôm nay thật sự chứ thấy bà đau khổ biết chừng nào mà cho hết cái nỗi đau này, thì đợi cho ít bữa nữa cho ngoài vui. Trụ cột chính trong gia đình, bổ thu nhập chính, lo mọi chuyện hết mà giờ còn bà làm gì.
Đấy vậy. Còn bé nhỏ. Bé gái là không có đây. Chị về đây khi nó về trong đám cha nó rồi, nó cũng về bên ngoài nữa rồi. Mẹ cũng thấy là luôn, mẹ của bé đến không, bé tên gì không? Anh Ngọc Trân không, bé trai kìa, bé trai Hậu à, Hậu tên Hậu à, mẹ của bé Hậu, mẹ ruột không về luôn không ừ. Thương bé giờ mẹ không có, giờ ba cũng mất luôn. Nó hồi sanh ra là nó khổ lắm đó, nó bị sức môi thì đi giải khẩu nhà nước ủng hộ đó. Dạ. Đi giải khẩu mấy lần bây giờ mới được cái miệng nó đỡ đỡ lại đó. Thấy cũng còn hai dấu. Ở trên cái hàm này là nó không có gây răng nào cái khâu hồi đó nó hở bự. Dạ. Bây giờ khâu lại nó đỡ đỡ vậy đó. Vì ăn cơm vậy nó ăn lại nuốt trọng thôi chứ nó đâu có hàm trên, đâu có hàm với hàm ớt là ừ. Hàm trên sức môi ừ. Vì là bé là cũng thuộc giờ là bị phía cận biết cận sanh ra là bị rồi tới cái... Nói chung là người ta cũng cho tiền ủng hộ đi nhà thương làm sửa cũng làm mà phẫu thuật mấy lần á. Dạ. Anh cũng nghỉ ngơi, anh đi ăn, ăn uống gì đi. Từ từ em đi vô trong phía trong để coi cái nơi mà thờ cúng anh linh đấy. Anh em muốn vô thắp cho anh một nén hương. Lo cho nhà cửa, lo cho nhà cửa đủ được chứ mà không được. Thôi vậy thôi, xúc động vậy. Để nhìn hình của con trai cái bà xúc động quá. Đâu mới dám dòm. Không dám dòm luôn. Không. Dòm cái này, cái gì? Ruột gan muốn đứt á. Mày cái cửa này mà chưa có thu dọn hết luôn rồi, chưa thu dọn muốn mấy tiền cái gắn kiếm lại chứ giờ cái cũng chưa rồi cái lỗ này nhờ anh em đồ còn có hồ chết hồ chết vậy để lỗ gì thấy không nên đó mà. Anh em còn ở đây nè. Giờ nó cho dân trắng nhà cho mày mấy cái dân trắng chờ kìa, cái cửa nó cũng bằng hết. Hai cái cửa kia đó là cũng bằng hết. Thấy là sơ có gì đáng giá hết á. Tủ áo đủ gì ngay chỗ này. Ngay chỗ thờ anh mà bơm lại nổ nè cả nhà. Đây là cái miếng sắt rất là cứng mà lại nổ một cái rất là tinh hoàn cũng kiếm phải không tôi. Thôi bà cố gắng nghỉ ngơi nha. Dạ, ăn uống gì đi, ăn uống gì đi. Là cảm ơn chú con về nha. Con về nha. Có duyên con về lại nha. Giờ anh cũng ăn nghỉ rồi. Ăn nghỉ khỏe nha. Nha. Ăn ngủ không đau đâu nghe lời chú. Ăn ngủ bé Hậu. Cố gắng đi học. Chào bà nha. Chào cảm ơn nhiều nha.